Thưa quý vị, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 31 ngày hôm nay 18 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Phiên họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố. Dự tại điểm cầu Thành phố Cần Thơ có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Tấn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cùng lãnh đạo một số sở ngành có liên quan phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Quệ khẳng định, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp lần này được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin và đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ việc thẩm định các phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh sổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và công tác quản lý giá, việc quyết định giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi rõ, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao theo quy định. Đồng thời đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi, đảm bảo vừa khắc phục kịp thời hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác điều hành, lĩnh vực quản lý, đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong quá trình chất vấn, chủ tọa sẽ mời thêm một số thành viên chính phủ tham gia giải trình, làm rõ thêm các vấn đề. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát.